Đường xưa mây trắng, tác giả Nhất Hạnh, người đọc Chiếu Thành. Cuốn 1, chương 67, nước biển chỉ có vị mặn. Mùa an cư năm ấy hoàn mãn, nhiều vị đại đức lên từ giả Phật để đi hoằng hóa ở các địa phương. Đại đức Phú Lâu Na vốn là một trong những vị giảng sư nổi tiếng của giáo đoàn khất sĩ, trình với Phật là đại đức có ý về quê để hành đạo. Sinh quán của đại đức là đảo Sunaparanta ở ngoài khơi biển Đông. Phật hỏi: Tôi nghe nói vùng đó là một vùng chưa được khai hóa, những giống dân cư trú tại đó tính tình hung dữ và các vụ bạo động thường xảy ra luôn, không biết là thời kỳ đó hành đạo có tiện hay không. Đại đức Phú Lâu Na bạch: Lạy Phật, chính vì họ chưa được khai hóa cho nên chúng ta phải tới để giúp họ. Chính vì họ hung dữ và bạo động cho nên chúng ta phải đem đạo từ bi và phép hành xử bất bạo động đến. Con nghĩ là con có thể thành công ở đó được. Phú Lâu Na: Nếu thầy đang thuyết pháp mà họ cứ tới la ó và chửi mắng vào mặt thầy thì thầy tính sao? Lạy Phật, con nghĩ la ó và chửi mắng cũng chưa lấy gì làm dữ lắm, họ cũng còn chưa liện đá và đồ dơ vào con. Nhưng nếu họ liện đá và đồ dơ vào thầy? Lại Phật, liện đá và đồ dơ cũng chưa lấy gì làm dữ lắm, họ cũng còn chưa lấy gậy đánh vào con. Nhưng nếu lỡ họ lấy gậy đánh vào thầy? Đại đức Phú Lâu Na cười: Lại Phật, như vậy họ cũng còn hiền lắm, họ vẫn chưa giết con. Nhưng lỡ họ giết thầy? Điều này không xảy ra đâu, bạch Thế Tôn. Mà dù nó có xảy ra đi nữa thì chết vì đạo lý từ bi và bất bạo động vẫn còn là một cái chết có ý nghĩa, có thể giáo dục người ta được. Lạy Phật, người ta sống trên đời ai cũng phải có một lần chết. Nếu cần chết vì lý tưởng từ bi và bất bạo động, con sẽ không từ nan. Phật khen: Hay lắm Phú Lâu Na, thầy có dư sức đi hành hóa tại xứ Sunaparanta. Tôi hỏi để các thầy khác cũng được nghe mà thôi, chứ riêng tôi không nghi ngờ gì về khả năng và lập trường bất bạo động của thầy hết. Đại đức Phú Lâu Na ngày xưa vốn là thương gia. Hồi ấy Phú Lâu Na thường cùng với người em rể đi buôn, bổ hàng từ xá vệ đem về Sunaparanta và chở những sản phẩm địa phương tại quê nhà đem bán ở lục địa. Họ dùng ghe thuyền và xe bò để chuyên chở hàng hóa. Một hôm chở hàng tới xá vệ, Phú Lâu Na được trông thấy một đoàn khất sĩ đang trang nghiêm đi khất thực. Do đó, Phú Lâu Na đã tìm tới được tu viện Kỳ Viên và đã được nghe Phật thuyết pháp. Nghe xong bài thuyết pháp, Phú Lâu Na không muốn đi buôn nữa, ông muốn theo Phật để làm khất sĩ. Ông giao hết tất cả hàng hóa tiền bạc cho người em rể và tới chùa xin Phật cho phép xuất gia. Đại đức Phú Lâu Na rất thông minh, đại đức tu học rất tinh tiến và đã trở nên một vị giảng sư xuất sắc. Đại đức đã từng đi hành hóa nhiều nơi trong các vương quốc Câu Tác La và Ma Kiệt Đà. Ai cũng nghĩ rằng kinh nghiệm và đạo hạnh của đại đức đủ bảo đảm cho sự thành công của đại đức tại quê nhà. Mùa xuân năm sau, trong chuyến đi về miền Đông, Phật đã ghé Tỳ Xá Ly, Chiêm Bà và theo dòng sông đi ra tới miền biển để giáo hóa. Phật và các vị khất sĩ đã có những dịp ra ngồi rất lâu trên bờ biển. Một lần kia, đại đức A Nan Đà nói với Phật: Bạch Thế Tôn, nghe tiếng sóng vỗ, nhìn các đợt sóng, chấm dứt mọi suy tư, theo dõi hơi thở và an trú trong hiện tại, con thấy thân tâm thật là thoải mái và đại dương như giúp con đổi mới trong từng giây từng phút. Phật gật đầu. Có một hôm nọ đứng nói chuyện với ngư dân ven biển,
Đại đức Ananda hỏi các ngư dân này nghĩ gì về biển cả. Một người đàn ông cao lớn, nước da sạm nắng, dáng người rất đẹp nói với thầy: Biển có những đặc tính rất lớn và tôi yêu biển vì những đặc tính ấy. Đặc tính thứ nhất là biển có những bãi cát thoi thoải đưa ta đi từ từ xuống nước, khiến cho việc thả thuyền và kéo lưới trở nên rất dễ dàng. Đặc điểm thứ hai là biển luôn luôn ở tại chỗ, biển không bao giờ dời chỗ. Mình muốn ra biển thì mình biết hướng nào mà tìm đi. Đặc điểm thứ ba là biển không chấp nhận thay chết. Khi có thay chết, biển luôn luôn đẩy nó lên bãi. Đặc điểm thứ tư là biển chấp nhận nước của tất cả các dòng sông, dù đó là sông Hằng, sông Yamuna, sông Asiravati, sông Sarabu hay sông Mahi. Sông nào ra tới biển thì cũng bỏ tên riêng của mình để mang tên biển cả. Đặc điểm thứ năm là tuy ngày đêm muôn sông liên tiếp đổ nước về biển, biển cũng không vì vậy mà có khi dơi khi đầy. Đặc điểm thứ sáu là nước biển ở đâu cũng mặn. Đặc điểm thứ bảy là trong lòng biển có biết bao nhiêu thứ san hô, xà cừ và ngọc quý. Đặc điểm thứ tám là biển làm chỗ dung thân cho hàng triệu loài sinh vật, trong đó có những loài rất lớn dài hàng trăm do tuần và những loài nhỏ bé như cây kim hoặc hạt bụi. Thưa các thầy, tôi chỉ nói có chừng đó, các thầy cũng thấy tôi rất yêu biển đến chừng nào. Ananda nhìn kỹ bác ngư dân, bác này làm nghề chài lưới mà nói năng như là một thi sĩ. Thầy hướng về phía Phật: Thế Tôn, bác ngư dân này ca tụng biển rất hay. Thế Tôn, bác ngư dân yêu biển thế nào thì con cũng yêu đạo pháp giác ngộ như thế. Con thấy đạo pháp của Thế Tôn có rất nhiều đặc tính tuyệt vời, đạo pháp này cũng bao la như biển cả, mong Thế Tôn dạy cho chúng con. Phật mỉm cười, người đưa tay chỉ gần đá: Chúng ta hãy tới ngồi trên những tảng đá kia. Tôi sẽ nói cho các vị nghe về những đặc tính của đạo pháp giác ngộ. Mọi người theo Phật lên ngồi trên gành đá. Các bác dư dân cũng được mời theo. Khi mọi người đã an tọa quanh Phật, Phật cất tiếng: Này các vị, bác dư dân vừa nói tới 8 điều đáng yêu của biển. Tôi cũng sẽ nói tới 8 điều đáng yêu của chánh pháp. Thứ nhất, nếu biển có những bờ cát thoai thoải, có thể đưa ta đi từ từ xuống nước, khiến cho việc thả thuyền và kéo lưới trở nên dễ dàng, thì chánh pháp cũng vậy. Trong đạo pháp này, mọi người có thể đi từ dễ tới khó, từ thấp tới cao, từ cạn tới sâu. Chánh pháp mở rộng cho tất cả mọi người, thuộc đủ loại căn tính. Ai cũng có thể đi vào chánh pháp được cả, dù là em bé, người già, người trí thức, kẻ thiếu học. Tất cả đều tìm thấy pháp môn tu học thích hợp với mình trong đạo pháp này. Thứ hai, nếu biển luôn luôn ở tại chỗ mà không dời đi nơi khác, không cuốn phăng đi xóm làng và thành thị, thì các chánh pháp cũng thế. Những nguyên tắc của chánh pháp luôn luôn không thay đổi, và giới luật của người thọ trì chánh pháp đã được quy định rõ ràng. Ở đâu có sự học hỏi và thực hành đúng theo những nguyên tắc ấy và những giới luật ấy, là ở đó có chánh pháp, không thể nào sai chạy được. Thứ ba, nếu biển không bao giờ dung túng một thây chết trong lòng nó, thì chánh pháp cũng vậy. Chánh pháp không dung túng được vô minh, biến lười và hành động phạm giới. Một người không tu trong một đại chúng có tu không thể nào cư trú lâu dài được. Người đó sớm muộn gì cũng phải bị đẩy ra khỏi đoàn thể và giáo pháp. Thứ tư, nếu biển chấp nhận nước của tất cả các dòng sông, không phân biệt kỳ thị, thì chánh pháp cũng thế. Từ giai cấp nào trong 4 giai cấp xã hội, người ta cũng được đón tiếp một cách bình đẳng vào trong đạo pháp này. Cũng như khi nước các dòng sông chảy ra biển, chúng bỏ lại sau lưng mình tên của dòng sông và bắt đầu lấy tên biển cả. Những người đi vào trong đạo pháp của tôi không còn mang theo giai cấp, dòng dõi và địa vị xã hội của họ. Tất cả được gọi chung là người khất sĩ. Thứ năm,
Nếu biển không dơ cũng không đầy thêm, dù đêm ngày muôn sông vẫn tiếp tục chảy về, thì chánh pháp cũng vậy. Chánh pháp là chánh pháp, không phải vì có nhiều người đi theo mà mới là chánh pháp, không phải là vì ít người đi theo mà đạo pháp không phải là chánh pháp. Sự thịnh suy không đánh giá được chân lý của đạo pháp này. Thứ sáu, nếu nước biển ở đâu cũng chỉ có một vị là vị mặn, thì chánh pháp cũng thế. Dù giáo pháp được trình bày ra nhiều cách, dù có hàng ngàn hàng vạn pháp môn, thì chánh pháp cũng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Không có công năng giải thoát thì đó không phải là chánh pháp. Thứ bảy, nếu trong lòng biển có vô số các loại san hô, xà cừ và ngọc quý, thì chánh pháp cũng thế. Trong đạo pháp ta có nhiều pháp môn vi diệu và quý báu như tứ diệu đế, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lục, thất bồ đề và bát chánh đạo. Thứ tám, nếu biển là chỗ dung thân thoải mái cho hàng triệu loài sinh vật, trong đó có những loài vật nhỏ như hạt cát và dài lớn đến hàng trăm do tuần, thì chánh pháp cũng thế. Trong đạo pháp ta, một em bé hay một người ít học vẫn có thể có cơ hội để tu học thoải mái. Trong đạo pháp ta, những bậc đại nhân có kích thước lớn như những vị Bồ Tát có thể có cơ hội tu học và hoằng hóa trong một môi trường thênh thang. Trong đạo pháp ta cũng có vô số các vị đã chứng đạt quả vị nhập lưu, nhất hoàng, bất hoàng và a la hán. Này quý vị, biển cả là một nguồn cảm hứng, là một kho tàng vô tận. Chánh pháp cũng thế, chánh pháp là một nguồn cảm hứng, là một kho tàng vô tận. Đại đức A Nan Đà chắp tay nhìn Phật: Thế Tôn, người là một vị đạo sư, nhưng người cũng là một thi sĩ nữa. Chương 68. Ba cánh cửa nhiệm màu. Rời miền biển, Phật trở về Hoa Thị, ghé Tỳ Xá Ly và đi lên hướng Tây Bắc, quê hương của người. Khi tới Samagama, thuộc nội địa Vương quốc Thích Ca, Phật nghe nói vị giáo chủ của giáo phái Nigantha là Nathabutra đã qua đời, và giáo đoàn của du sĩ Nigantha đã bị chia rẽ trầm trọng làm hai cánh. Hai bên chống đối nhau rất kịch liệt về mặt giáo lý cũng như về mặt tổ chức, khiến cho giới đệ tử tại gia của họ rất đau khổ, không biết theo ai. Chú Sa Di Khunda, thị giả của Đại Đức Xá Lợi Phất, đã tới gặp Đại Đức A Nan Đà và kể lại những chuyện trên. Vì trong khi an cư ở Ba Ba, chú đã nghe hết mọi chi tiết. Thầy A Nan Đà liền đem câu chuyện chia rẽ của giáo phái Nigantha bạch lên Phật. Thầy nói giọng rầu rầu: Lạy Phật, con mong sau khi người diệt độ sẽ không có sự chia rẽ trong hàng ngũ giáo đoàn khất sĩ như thế. Con không ưa sự chia rẽ và tranh chấp một chút nào hết. Phật vỗ vai A Nan Đà: Này A Nan Đà, thầy có thấy các vị khất sĩ trong giáo đoàn ta tranh chấp và cãi vã nhau về nội dung các pháp môn như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề và bát chánh đạo không? Lạy Phật, con chưa thấy có hai vị khất sĩ nào tranh chấp và cãi cọ về nội dung giáo lý. Nhưng con nghĩ khi Phật còn tại thế, nhờ đức của Phật ai cũng nương tựa vào Phật, nghe lời Phật và tu học yên ổn không có vấn đề gì. Nhưng một khi Phật trăm tuổi, họ có thể bắt đầu tranh chấp với nhau về giới luật và về cách thức sinh hoạt hoằng hóa. Nếu điều này xảy ra thì nhiều người sẽ buồn lắm và sẽ mất tin tưởng ở đạo pháp. Phật an ủi A Nan Đà: Đừng lo ngại A Nan Đà, chừng nào mà có sự tranh chấp và cãi cọ trong giáo đoàn về nội dung giáo lý, về các pháp môn tu tập như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực,
Thất Bồ Đề Bát Chánh Đạo, thì lúc đó ta mới nên e ngại. Còn những tranh chấp về tổ chức, về giới luật và về lề lối sinh hoạt, tuy có thể xảy ra nhưng cũng không đáng ngại đâu. Tuy được Phật trấn an, Đại Đức Ananda vẫn không tươi tỉnh lắm. Thầy mới nghe tin là tại Tỳ Xá Ly, Đại Đức Sudarkhata ngày xưa từng làm thị giả cho Phật, nay đã rời bỏ giáo đoàn khất sĩ vì những bất mãn riêng tư. Thầy ấy đã bắt đầu tổ chức những cuộc diễn giảng chống lại Phật và giáo đoàn. Đi tới đâu, Sudarkhata cũng nói: Sa môn Cồ Đàm cũng chỉ là người thường thôi, không có gì đặc biệt hơn ai. Và giáo pháp của Sa môn Cồ Đàm chỉ đem tới sự giải thoát cá nhân, chẳng có ích lợi gì cho xã hội. Sudarkhata đã bắt đầu gây hoang mang trong quần chúng. Điều này chính Đại Đức Xá Lợi Phất cũng đã biết. Đại Đức còn biết rằng mầm chia rẽ đã manh nha trong giáo đoàn ở thủ đô Dương Xá. Một nhóm các vị khất sĩ tại Dương Xá, trong đó có Đại Đức Đề Bà Đạt Đa, đang âm thầm tổ chức một giáo đoàn khất sĩ độc lập với giáo đoàn của Phật. Cộng tác với thầy Đề Bà Đạt Đa có nhiều thầy cũng thuộc hạng giỏi như các đại đức Kukalita, Katamoraka Tissa, Khanda Diviputra và Samuddhadatta. Thầy Đề Bà Đạt Đa vốn là một trong những người đệ tử lớn, thông minh và tài giỏi nhất của Phật. Chính sư huynh Xá Lợi Phất đã từng khen ngợi Đại Đức Đề Bà Đạt Đa ngay giữa các đám đông ở các buổi họp trong vùng Dương Xá. Đã có lúc Đại Đức Xá Lợi Phất tiếp xử với Đại Đức Đề Bà Đạt Đa như một người bạn tri kỷ. Vậy mà không biết vì lý do nào, Đề Bà Đạt Đa gần đây đã nảy ý ganh ghét ngay cả với Phật. Thầy Ananda không biết là đã có ai trình lên Phật các vụ này chưa. Riêng thầy, thầy rất ngại phải nói để Phật nghe những chuyện đau buồn như thế. Mùa mưa năm sau, Phật lại về Xá Vệ và an cư tại vườn Cấp Cô Độc. Đầu mùa an cư, người giảng kinh Pháp Ấn. Hôm đó, tại giảng đường Kỳ Thọ, Phật nói: Có Pháp Ấn màu nhiệm, quý vị có biết không? Hôm nay, tôi muốn nói cho quý vị nghe về Pháp Ấn ấy. Quý vị hãy tháo bỏ mọi tri kiến, để cho tâm hồn thanh tịnh thì mới nghe hiểu và tiếp nhận được. Các vị khất sĩ, Pháp Ấn là con dấu chứng thực tính cách chân xác của chánh pháp. Có ba con dấu tất cả. Bất cứ một giáo lý nào, một pháp môn nào mà không có dấu vết của ba con dấu ấy thì không phải là giáo lý của tôi nói. Ba con dấu ấy là không, vô tướng và vô nguyện. Ba con dấu ấy cũng là ba cánh cửa để đi vào thế giới của giải thoát. Vì vậy, Pháp Ấn cũng được gọi là ba cánh cửa giải thoát hay tam giải thoát môn. Các vị khất sĩ, con dấu thứ nhất là không. Không ở đây có nghĩa là rỗng không, không có tự ngã riêng biệt. Không ở đây không có nghĩa là không đối với có. Như các vị đã biết, chấp có và chấp không là hai kiến chấp sai lầm. Vậy không ở đây có nghĩa là không có một tự ngã riêng biệt, không có một sự tồn tại riêng biệt. Dạng pháp nương vào nhau mà có mặt, không có pháp nào có thể phát sinh và tồn tại một cách độc lập. Các pháp sinh khởi và tồn tại trong liên hệ nhân duyên chặt chẽ. Cái này có vì cái kia có, cái này không vì cái kia không, cái này sinh vì cái kia sinh, cái này diệt vì cái kia diệt. Do đó, bản chất của không là duyên khởi. Này các vị phải tập nhìn dạng pháp trong liên hệ nhân duyên của chúng để thấy được rằng trong một pháp có mặt tất cả dạng pháp, để thấy rằng trong cái một có cái tất cả
và ngoài cái một, cái tất cả không thể nào tồn tại. Quán chiếu 18 giới là 6 căn, 6 trần và 6 thức. Quán chiếu 5 uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Các vị sẽ thấy được rằng không có giới nào, cũng như không có uẩn nào có tự thể riêng biệt, rằng tất cả đều nương vào nhau mà đứng. Thấy được như thế thì thấy được tính không của vạn pháp. Thấy được tính không ấy rồi thì các vị không còn ước muốn theo đuổi hoặc trốn chạy bất cứ một pháp nào nữa, và các vị sẽ đồng thời vượt thoát những tham đắm, phân biệt hoặc kỳ thị đối với tất cả các pháp. Quán chiếu về tính không tức là mở ra một cánh cửa để đi vào thế giới của tự do. Vì vậy, không là cánh cửa giải thoát thứ nhất. Các vị khất sĩ, con dấu thứ hai là vô tướng. Vô tướng tức là vượt thoát những khuôn khổ của tri giác và của nhận thức phân biệt. Vì không thấy được tự tính duyên khởi của các pháp, vì không chứng đắc được tính không của các pháp, cho nên người đời thường nhìn các pháp như những hiện tượng riêng biệt, độc lập. Cái này tồn tại ngoài cái kia, cái này có mặt độc lập với tất cả các cái kia. Nhìn các pháp như thế cũng giống như là lấy thanh gươm của nhận thức phân biệt để chặt thực tại ra từ mảnh nhỏ rời rạc, và như thế là không thấy được tự thân của thực tại. Này các vị, vạn pháp tùy thuộc vào nhau, cái này có trong cái kia, cái này lồng trong cái kia, trong một cái có tất cả mọi cái. Đó là ý nghĩa hai tiếng tương nhập và tương tức. Tương nhập là đi vào trong nhau, tương tức là nhau. Cái này đi vào trong cái kia đi vào trong cái này là cái kia là cái này. Quán chiếu như thế, các vị sẽ thấy rằng tri giác của chúng ta đầy dẫy sai lầm. Con mắt của cảm giác không thấy được dạng hữu rõ ràng và chính xác bằng con mắt quán chiếu của trí tuệ. Có khi nhìn sợi dây, con mắt của cảm giác và của tri giác có thể nhận lầm là con rắn. Nhưng với con mắt của quán chiếu, tự thân của sợi dây được hiển lộ rõ ràng và hình bóng con rắn sẽ tự nhiên tiêu diệt. Các vị khất sĩ, các tướng trạng như có, không, sinh, diệt, một, nhiều, còn, mất, tới, đi, dơ, sạch, thêm, bớt, đều là những tướng trạng mà tri giác và nhận thức phân biệt úp chụp vào thực tại. Đối với đệ nhất nghĩa đế thì tự thân thực tại không bị giam nhốt trong những phạm trù phân biệt đó, không bị khuôn khổ trong các tướng trạng đó của nhận thức phân biệt. Vì vậy cho nên vạn pháp được gọi là vô tướng. Quán chiếu để làm tan rã những ý niệm có không, sinh diệt, một nhiều, còn mất, tới đi, dơ sạch, thêm bớt. Các vị sẽ đạt tới giải thoát vô tướng. Vì vậy là cánh cửa mầu nhiệm thứ hai mở ra để ta đi vào thế giới của tự do. Vô tướng là cánh cửa giải thoát thứ hai. Các vị khất sĩ, con dấu thứ ba là vô tác hay là vô nguyện. Vô nguyện là không đuổi theo bất cứ một cái gì. Tại sao thế? Thôi thường người ta hay muốn trốn chạy khỏi một pháp để đuổi theo một pháp khác. Người đời ưa trốn chạy sự nghèo khổ để đuổi theo sự giàu sang. Người tu đạo ưa trốn chạy sinh tử để đuổi theo giải thoát. Nhưng nếu các pháp có mặt trong nhau, nếu các pháp là nhau, thì ta còn cần trốn chạy pháp nào và đuổi theo pháp nào? Trong sinh tử đã có niết bàn, trong niết bàn đã có sinh tử.
Niết bàn và sinh tử không phải là hai thực thể riêng biệt. Vậy thì ruồng bỏ sinh tử để chạy theo niết bàn, tức là chưa chứng nhập được thể tính duyên sinh của vạn pháp, chưa chứng nhập được tự tính không và vô tướng của vạn pháp. Quán chiếu vô nguyện là để chấm dứt ngay sự tìm cầu và theo đuổi. Giải thoát và giác ngộ không phải là những pháp có mặt ở ngoài ta. Chỉ cần mở mắt ra để chiêm nghiệm thì ta thấy được ta chính là bản thân của giải thoát và giác ngộ. Tất cả các pháp, tất cả chúng sinh đều có sẵn tự tính giác ngộ tròn đầy trong tự thân mình. Các vị đừng đi tìm tự tính ấy ở bên ngoài. Nếu biết soi ánh sáng quán chiếu vào tự thân, tự khắc các vị thực hiện được giác ngộ. Các vị khất sĩ, tất cả các pháp trong vũ trụ không pháp nào tồn tại độc lập ngoài nhận thức của các vị, trong đó kể cả niết bàn, trong đó kể cả giải thoát. Các vị không cần đi tìm cầu những thứ ấy ở đâu nữa. Các vị nên nhớ rằng đối tượng nhận thức không tồn tại độc lập với nhận thức, không đuổi theo một pháp nào, kể cả phạm thiên, niết bàn và giải thoát. Đó là ý nghĩa của vô nguyện. Các vị đã là cái các vị đang đi tìm. Vô nguyện do đó là cánh cửa mầu nhiệm thứ ba mở ra để ta đi vào thế giới của tự do. Vô nguyện là cánh cửa giải thoát thứ ba vậy. Các vị khất sĩ, đó là giáo lý pháp ấn, đó là pháp môn ba cánh cửa giải thoát. Tam giải thoát môn là pháp môn rất vi diệu, rất mầu nhiệm. Các vị nên hết lòng học hỏi và thực tập. Tu tập theo pháp này, chắc chắn quý vị sẽ đạt tới tri kiến thanh tịnh và thực hiện được giải thoát. Phật nói xong kinh pháp ấn, Đại Đức Xá Lợi Phất đứng dậy đảnh lễ. Đại chúng thấy thế đều đứng dậy và lạy xuống để tạ ơn Thế Tôn. Đại Đức Xá Lợi Phất tuyên bố với đại chúng là ngày hôm sau sẽ có một buổi trùng tuyên và học hỏi về kinh này. Đại Đức nói đây là một kinh thâm diệu vô cùng, phải đem hết sinh mạng và tâm trí ra mà học hỏi và thực tập mới mong có thể hiểu được. Đại Đức Cát Tường thấy kinh này có liên hệ tới kinh Không mà Phật đã dạy năm ngoái. Phật đã hướng dẫn các đệ tử của người từ những giáo lý đơn giản đến những giáo lý càng ngày càng huyền nhiệm. Thầy thấy các vị trưởng thượng như Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Phú Lâu Na, Mục Kiền Liên, ai nấy đều tỏ vẻ sung sướng cực kỳ khi được nghe kinh này. Thầy nhớ năm ngoái, khi Phật giảng xong kinh Không, thầy Xá Lợi Phất cũng đã lên lạy Phật, và tất cả các vị trưởng thượng trong giáo đoàn cũng đã lên bắt chước Đại Đức Xá Lợi Phất. Tình thầy trò thật rất thấm thiết. Chiều ngày hôm sau, các đại đức Yamelu và Tekula đến tìm Phật ở tịnh thất của người. Hai đại đức này đều xuất thân từ dòng dõi Bà La Môn, đó là hai anh em ruột. Họ nổi tiếng là lão thông văn chương, cú pháp và nhất là cổ ngữ. Giọng phúng tụng và sướng tán của họ rất thanh tao, trông như tiếng chuông và hùng mạnh như tiếng trống. Gặp Phật, hai đại đức lạy xuống, Phật mời họ ngồi. Đại đức Yamelu nói: Thế Tôn, chúng con muốn xin phép Thế Tôn để trình bày về vấn đề chuyển ngữ trong công cuộc văn pháp. Bạch Thế Tôn, trong khi Thế Tôn thuyết pháp, người thường dùng ngôn ngữ Magadhi, ở Ma Kiệt Đà hay ở Câu Tát La cũng vậy. Nhưng trong giới khất sĩ có nhiều vị không sử dụng được tiếng Magadhi, và ở những miền họ hành đạo, dân chúng cũng không biết tiếng Magadhi. Vì vậy pháp âm của người đã được chuyển dịch thành rất nhiều thứ tiếng của nhiều giống dân khác nhau. Thời chưa xuất gia, chúng con đã may mắn học được rất nhiều sinh ngữ, và chúng con nhận xét rằng ở nhiều nơi
người ta đã làm sai lệch và méo mó pháp âm vi diệu của người bằng cách diễn dịch pháp âm ấy thành nhiều thổ ngữ. Chúng con xin Phật cho phép chúng con đem tất cả các kinh giáo của người viết thành ngôn ngữ Sanskrit cổ điển. Nếu các vị khất sĩ bốn phương đều học thuộc pháp âm người qua cổ ngữ ấy, thì chắc chắn chúng ta tránh được cái nạn làm méo mó và sai lệch tiếng nói của Phật. Phật im lặng một lát, rồi ngẩng lên nhìn hai vị đại đức. Các vị làm như vậy không tiện. Đạo pháp là một thực thể linh động. Ngôn ngữ để chuyên chở giáo pháp phải là những sinh ngữ đang được sử dụng. Tôi không muốn giáo lý của chúng ta được trình bày bằng một cổ ngữ. Trừ những người trí thức, ít ai hiểu và cảm được giáo lý qua một cổ ngữ. Các thầy Yamalu và Nekula, tôi muốn nói rõ với quý vị là các giới môn đệ của tôi, xuất gia cũng như tại gia, đều phải học hỏi và thực tập giáo pháp bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình. Như vậy giáo pháp mới linh động và dễ hiểu. Giáo pháp phải được thích ứng với đời sống hiện tại và phải được trình bày như thế nào để thích hợp và dễ hiểu với văn hóa địa phương. Hiểu được ý Phật, hai đại đức Yamalu và Tekula đảnh lễ người và rút lui. Chương 69. Chim cút và chim ưng. Tuy chưa bị Phật gọi riêng để quở trách lần nào, thầy Cát Tường vẫn biết rằng mình còn có rất nhiều khiếm khuyết trong nếp sống phạm hạnh, và thầy cũng biết rằng Phật thấy hết những khiếm khuyết ấy. Nếu Phật không rầy hoặc chưa rầy, có lẽ là vì Phật thấy thầy có để tâm hộ trì sáu căn. Tuy sự hộ trì này chưa được nghiêm mật, mỗi lần thấy vị khất sĩ hay nữ khất sĩ nào bị quở trách, Cát Tường thường xem như chính mình bị quở trách. Vì vậy thầy có nhiều cơ hội để tập thúc liễm thân tâm, nhất là mỗi khi thầy La Hầu La được Phật gọi lại giáo hóa, là thầy Cát Tường xem như là chính mình được Phật gọi. Thầy La Hầu La đã bước những bước thật vững chãi trên con đường tiến tu phạm hạnh, và điều này là một trợ duyên cho sự tu học của thầy Cát Tường. Có một lần, thầy Cát Tường ngồi tâm sự với thầy La Hầu La trong một cụm rừng về sự may mắn được xuất gia theo Phật của mình. Thầy nói, thầy đã được nếm hương vị tịnh lạc và giải thoát rồi, thì không còn thấy nếp sống ngoài thế gian là vui thích nữa. Thầy La Hầu La bảo, tuy vậy mình không nên vội quá tin nơi mình. Công trình hộ trì sáu căn là công trình căn bản của nếp sống phạm hạnh, và ngay các vị lớn trong giáo đoàn khất sĩ cũng vẫn không dám khinh thường công phu thực tập này. Rồi thầy kể cho thầy Cát Tường nghe về thầy Vanvisa. Thầy Vanvisa nổi tiếng là một vị khất sĩ vừa có biện tài vừa có khiếu văn chương. Thầy đích thực là một thi sĩ. Thầy đã làm nhiều bài thi kệ ca ngợi Phật, Pháp và Tăng. Thầy đã từng đọc thơ của thầy cho Phật nghe, và Phật đã ngỏ lời khen ngợi. Hồi mới xuất gia, thầy Vanvisa được theo học với thầy Digo Dakappa và y chí nơi thầy. Hai thầy trò cư trú tại đền Agalaba, miền ngoại ô thành Xá Vệ. Sau đó trưởng lão Nigo Da Kappa tịch, thầy được về tu viện Tóc Cô Độc. Một hôm đi khất thực với thầy Ananda, thầy Vanvisa thú thật với thầy Ananda rằng tâm thầy không được an tịnh, và thầy khẩn cầu thầy Ananda hóa giải dùm. Hỏi ra, thầy Ananda biết được rằng tâm của thầy Vanvisa còn đang xao xuyến vì nhan sắc của một số các vị tiểu thư thường đến cúng dường tại tu viện. Thầy Ananda hiểu rằng thầy Vanvisa là một nghệ sĩ, tâm hồn dễ rung động bởi những cái đẹp, và vì vậy đã lấy cái đẹp của chính pháp và của giác ngộ để giúp thầy Vanvisa vượt thoát cái đẹp mong manh, vô thường và có thể gây tai họa của nữ sắc. Thầy đã dạy thầy Vanvisa chiếu rọi ánh sáng vào đối tượng quán niệm để thấy tính cách bất tịnh và chống tàn hoại của các pháp.
Thầy Vandisa đã thực tập theo lời giáo huấn của thầy Ananda, đã thực tập hộ trì sáu căn và đã làm một bài thi kệ tự tính mà nhiều thầy biết đến. Bài kệ ấy như sau: đã khoác áo cà sa, tham dục còn đuổi theo, như trâu nhớ lúa người, quả thật là hổ thẹn. Con của nhà đại tướng, tài giỏi nghề cung tên, ngàn người bắn tứ phía, vẫn phá được dòng dây. Nay giai nhân có đến, đông hơn là quân tràng, an trú nơi chánh pháp, ta quyết cũng không sợ. Ta đã theo Thế Tôn của dòng họ mặt trời, trên đường về thông dông, tình ta đã trọn gửi. Do hộ trì sáu căn, ta ung dung tiến bước, não phiền dù vô lượng, nào lay chuyển được ta. Thầy Vandisa là người thông minh và tài giỏi, vì vậy đã có lần vướng vào tâm trạng tự hào và âm thầm có ý khinh miệt một số thầy khác. Nhưng may mắn thay, nhờ tu tập chánh niệm, thầy đã thấy được niềm kiêu mạn khởi ra trong tâm thầy, và thầy bất giác cảm thấy hổ thẹn. Thầy đã làm ra bài kệ sau đây để tự tính: đệ tử Cồ Đàm, hãy đoạn trừ kiêu mạn. Con đường kiêu mạn này chỉ đưa về khổ thú. Kẻ kiêu mạn ngấm ngầm cũng đi về địa ngục, huống chi là những kẻ dên giáo nhìn cuộc đời. Học đạo thấy đường ngay, tâm hồn được an lạc, niềm vui đó rất cao, ta phải mong đạt tới. Hãy tập phép chánh niệm để đạt phép tam minh, kiêu mạn đoạn trừ xong mới thành công thực sự. Nhờ có cảnh giác cao cho nên thầy Vandisa đã vượt được rất nhiều chướng ngại và đã bước những bước thật lớn trên con đường chuyển hóa. Thầy đã đạt tới quả vị bất sinh và điều này đã được trưởng lão Xá Lợi Phất xác nhận. Ngày tâm tư bừng nở, thầy Vandisa đã làm một bài thi kệ để tỏ lòng biết ơn Phật. Bài thi kệ ấy như sau: ngày xưa say thơ mộng, ta phiêu bồng khắp nơi, cảnh chợ rồi cảnh quê, cuối cùng gặp được Phật. Thế Tôn đã thương xót, dạy cho ta phép màu, nghe xong khởi niềm tin, khoác áo người khất sĩ, an trú trong chánh pháp, kiên cố ta một lòng, nay chứng được tam minh, đền ơn bậc tỉnh thức. Hạt giống của mặt trời Thế Tôn đã gieo rắc, vì chúng sanh u tối, người khai mở lối ra. Bốn sự thật nhiệm màu, con đường tám nẻo chánh, an lạc và tự do, nghĩa lời cùng di diệu. Phạm hạnh đã cao siêu, độ sinh càng khéo léo, niết bàn cứu muôn loài, ơn sâu người chỉ dạy. Thầy Xá Lợi Phất trong một buổi giảng dạy cho các vị khất sĩ trẻ có đem trường hợp của thầy Vandisa ra để làm gương. Thầy bảo, thầy Vandisa trong bước đầu tu học cũng đã từng có những tình cảm và những tâm trạng yếu đuối, nhưng sau đó nhờ tu học tinh chuyên đã vượt thắng được mọi phiền não và chứng ngộ được diệu pháp. Biết vậy, người tu không nên có mặc cảm, dù là mặc cảm tự tôn hay là mặc cảm tự ti. Tu tập chánh niệm, ta sẽ ý thức được những gì đang xảy ra trong nội tâm, và ta sẽ không bị lôi cuốn theo những gì đang xảy ra. Hộ trì sáu căn, vì vậy là phương pháp rất mầu nhiệm để vững tiến trên đường đạo. Nghe thầy La Hầu La kể về thầy Vandisa, thầy Cát Tường hình dung lại được vị khất sĩ tài hoa này. Tuy thầy đã từng được gặp thầy Vandisa, nhưng chưa bao giờ có dịp trò chuyện.
Thầy định bụng hôm nào sẽ đến xin làm quen và học hỏi kinh nghiệm tu đạo của thầy Vanvisa. Thầy nhớ có một hôm Phật dùng hình ảnh về biển cả để dạy đại chúng về công phu hộ trì sáu căn. Người nói: Này các vị khất sĩ, mắt là một đại dương sâu, trong ấy có đầy những loài thị quái, có đầy những con nước xoáy và những đợt sóng ngầm rất nguy hiểm. Nếu không đi trong chánh niệm, chiếc thuyền của quý vị sẽ bị những loài thủy quái, những con nước xoáy và những đợt sóng ngầm ấy làm cho đắm chìm trong biển sắc. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý của quý vị cũng là những đại dương sâu, trong ấy có đầy những loài thủy quái. Nhớ tới những lời dạy ấy của Phật, thầy Cát Tường thấy sâu sắc vô cùng. Quả thật sáu giác quan của thầy là những đại dương sâu, và những đợt sóng ngầm có thể nổi dậy bất cứ lúc nào và làm cho thầy chìm đắm. Thầy La Hầu La nói rất phải, thầy rất không nên khinh thường và phải thực tập rất nghiêm chỉnh lời Phật dạy. Câu chuyện về con chim cút mà Phật kể cho các thầy khất sĩ trẻ nghe trước túp lều của người tại tu viện Kỳ Viên là một câu chuyện thật dễ nhớ. Câu chuyện này cũng có mục đích nhắc nhở các thầy giữ gìn sáu căn và đừng buông thả tự thân trong lĩnh vực của thất niệm. Phật kể rằng, một hôm nọ có một con chim ưng thình lình đáp xuống và chụp lấy một con chim cút rồi bay vút lên cao. Con chim cút than khóc, tự trách là mình đã đi ra khỏi vùng mà cha mẹ nó bảo là không nên ra khỏi, cho nên mới bị tai nạn. Nếu ta biết nghe lời cha mẹ ta, thì con chim ưng này làm gì được ta? Nghe con chim cút khóc lóc như thế, chim ưng hỏi: Vậy dùng mà cha mẹ mày bảo mày đừng ra khỏi là dùng nào? Chim cút trả lời: Đó là vạt đất mới được cày. Chim ưng lấy làm lạ, bèn mang con chim cút ra trả về chỗ cũ. Trước khi bay đi, chim ưng nói: Này nhóc, ta đã thả mày ra, mày hãy liệu chừng. Ta chỉ thả mày lần này thôi, lần sau nếu bắt được mày, ta sẽ không thả đâu. Chim cút trở về vạt đất đã được cày, leo lên đứng trên một hòn đất lớn và thách thức chim ưng: Này chim ưng, mày hãy xuống đây xem có thể bắt được ta hay không. Chim ưng nổi giận, xếp hai cánh vào mình, lao vút xuống với tất cả sức lực của nó. Chim cút biết thế nên lập tức chui xuống núp dưới hòn đất. Chim ưng đã bắt không được chim cút mà còn va vào hòn đất thật mạnh đến nỗi bị bể ngực và quay ra chạy chết. Phật nói: Này các vị khất sĩ, người tu hành phải an trú trong chánh niệm, hộ trì sáu căn cho nghiêm chỉnh, rời khỏi lĩnh vực chánh niệm tức là đi vào lãnh thổ của ma dương, thế nào cũng bị tai nạn. Thầy Cát Tường nhận thấy trong giáo đoàn của Phật có nhiều vị khất sĩ trẻ tuổi có đạo hạnh và tài năng. Điều này làm cho thầy phấn khởi. Có một hôm thầy được tháp tùng một số các thượng tọa tới dự lễ trai tăng ở tư thất cư sĩ Chitta tại thị trấn Machika Sanda, và đã khám phá ra sự có mặt im lặng của một vị khất sĩ trẻ tuổi như thế. Cư sĩ Chitta là người nổi tiếng tinh thâm giáo lý. Ông là một vị đệ tử cư sĩ có đạo tâm và cũng được quần chúng ái mộ gần như cư sĩ cấp cô độc. Ông thường hay thỉnh các vị cao đức tới nhà để cúng dường trai phạn và để được học hỏi. Hôm ấy có trên 10 vị khất sĩ cao niên được mời. Chỉ có Cát Tường và một vị khất sĩ khác tên là Isidatta là hai người trẻ. Sau khi cúng dường trai phạn, cư sĩ Sitta đứng ra đảnh lễ các vị tôn túc, xin phép ngồi xuống một chiếc ghế thấp trước mặt các vị xuất gia và đặt câu hỏi sau đây: Kính bạch các vị tôn túc, con đã được nghe kinh Brahmachala, trong đó Phật nói về 62 luận chấp của các học phái đương thời. Con cũng có nghe những câu hỏi về sinh diệt,
và về linh hồn mà các đạo sĩ thường nêu ra như thế giới là hữu biên hay vô biên, vĩnh cửu hay phải đoạn diệt, linh hồn và thân xác là một hay là khác, Như Lai có còn không sau khi nhập diệt, hay là vừa còn vừa không còn, hoặc không còn cũng không không còn. Bạch các vị tôn đức, do đâu mà có những luận chấp và những câu hỏi có tính cách siêu hình ấy? Trước câu hỏi của cư sĩ Sitta, tất cả các vị khất sĩ đều nín thinh. Sitta lặp lại câu hỏi này tới 3 lần mà cũng không có vị khất sĩ nào lên tiếng để trả lời cả. Thầy Cát Tường cảm thấy bối rối và cảm thấy nóng hai bên tai. Đột nhiên thầy Isidatta lên tiếng, hướng về phía các vị trưởng lão, thầy hỏi: Kính bạch các vị trưởng thượng, con có thể trả lời câu hỏi đó của cư sĩ Sitta được không? Các vị khất sĩ lớn trả lời: Khất sĩ, ông có thể trả lời nếu ông muốn. Hướng về cư sĩ Sitta, thầy Isidatta nói: Này cư sĩ, sở dĩ có những luận chấp và những câu hỏi ấy vì người ta còn mắc kẹt vào ngã kiến. Nếu ngã kiến không còn, người ta sẽ không hỏi những câu hỏi như thế và không chủ trương những luận chấp như thế. Cư sĩ Sitta lộ vẻ ngạc nhiên và thán phục, xong ông lại nói: Xin đại đức vui lòng cắt nghĩa cho rõ thêm. Người không được gần gũi các bậc thiện nhân, không được học hỏi giáo pháp giác ngộ, thường cho rằng thân thể này là ta, hoặc thân thể này là của ta, hoặc có ta trong thân thể này và có thân thể này trong ta. Người ấy lại cho rằng cảm thọ là ta, là sở hữu của ta, hoặc có ta trong cảm thọ này và cảm thọ này trong ta. Người ấy cũng có cùng một kiến chấp ấy đối với tri giác, tâm hành và nhận thức. Đó là người đang bị kẹt vào ngã kiến. Chính vì bị kẹt vào ngã kiến như thế nên mới chủ trương và tin vào những luận chấp như 62 luận chấp trong kinh Phạm Võng, và mới hỏi những câu hỏi như những câu hỏi về hữu biên và vô biên, thường và đoạn, một và khác, còn hay là không còn. Thưa cư sĩ Sitta, nếu học hỏi và tu tập để phá trừ được ngã kiến thì những câu hỏi và những luận chấp kia sẽ tự động trở thành vô nghĩa. Cư sĩ Sitta hoàn toàn bị thầy Isidatta chinh phục. Ông kính cẩn hỏi: Bạch đại đức, đại đức từ đâu tới? Thưa cư sĩ Sitta, tôi từ Avanti. Avanti à? Bạch đại đức, tôi nghe nói ở Avanti có một người trẻ tuổi tên là Isidatta đã xuất gia. Đó là một thiếu niên anh tuấn, lỗi lạc phi thường, một người mà chúng tôi nghe tên mà chưa bao giờ được gặp mặt. Chẳng hay đại đức có gặp ông ta hay không? Cư sĩ Sitta, tôi đã có gặp mặt ông ấy. Vậy thưa đại đức, vị khất sĩ tài đức ấy hiện bây giờ ở đâu? Đại đức Isidatta im lặng. Cư sĩ Sitta vốn là người thông minh, ông ngờ ngợ rằng vị đại đức đang ngồi trước mặt mình chính là Isidatta. Ông hỏi: Có phải đại đức chính là đại đức Isidatta đó không? Dạ thưa phải, thầy Isidatta trả lời. Cư sĩ Sitta mừng rỡ: Vậy thì quý quá, và hân hạnh cho tôi biết mấy. Bạch đại đức Isidatta, vườn xoài và tệ xá tại Machika Sada rất mát mẻ và đầy đủ mọi tiện nghi. Tôi rất mong ước được đại đức đến viếng chúng tôi thường thường. Chúng tôi xin nguyện cúng dường đại đức tất cả những gì đại đức cần đến, như là thực phẩm, y áo, thuốc men và chỗ ở. Đại đức Isidatta im lặng. Sau đó các vị khất sĩ từ giả. Thầy Cát Tường nghe nói là sau đó thầy Isidatta không bao giờ trở lại nhà cư sĩ Sitta một lần nữa, và từ đó thầy cũng không còn được gặp thầy Isidatta. Hình ảnh thầy Isidatta sáng ngời trong tâm thầy Cát Tường. Thầy Isidatta không những thông minh mà còn rất khiêm nhượng nữa. Thầy không màng tới sự cung kính và cúng dường của người cư sĩ, dù là của một vị đại cư sĩ như Sitta. Thầy Cát Tường thầm nguyện sẽ học theo hạnh của thầy Isidatta và thầm hẹn là một hôm nào đó có dịp ghé về Avanti
thầy sẽ hỏi thăm để tìm gặp lại vị khất sĩ ấy. Thầy Cát Tường biết Phật rất thương yêu những thầy trẻ có chuyên tâm, có tuệ giác và có chí nguyện lợi tha. Phật đã từng nói là người trông cậy thật nhiều ở những vị này trong công trình bồi đắp và trao truyền đạo pháp cho các thế hệ tương lai. Tuy vậy, thầy thấy Phật đã và đang đem lòng che chở cho cả các thầy trong giáo đoàn khất sĩ và người rất kiên nhẫn trong việc giảng dạy và hóa độ. Có thầy tu không thành công, ra đời tới 6 lần mà đến khi hồi đầu Phật cũng cho phép trở lại giáo đoàn một lần nữa. Có những vị thiếu thông minh đến nỗi học hoài mà cũng không thuộc được 16 phép thở, vậy mà người vẫn tiếp tục dỗ về và khuyến khích. Một hồi đó tại tu viện Kỳ Viên, có một thầy tên là Bát Đa Ly. Thầy Bát Đa Ly có những khuyết điểm mà Phật biết, nhưng người cố tình làm ngơ để tạo cho thầy một cơ hội để chuyển hóa. Thầy không theo kịp đại chúng trong việc chấp trì những quy luật của tu viện. Pháp tắc của tu viện có điều khoản là khi thọ trai, vị khất sĩ chỉ ngồi một lần cho đến khi ăn xong bữa cơm mà không được đứng dậy để lấy thêm thức ăn hoặc làm những việc khác. Đó gọi là phép nhất tọa thực. Tuy nhiên, thầy Bát Đa Ly không làm như vậy được. Và sống trong đại chúng, thầy thường gây ra những phiền nhiễu cho người khác. Phật có gọi thầy lên nhiều lần và dạy thầy phép tự hỏi câu hỏi: tôi phải làm gì để cho đại chúng hoan hỷ mỗi sáng mai? Vậy mà mấy tháng sau, thầy vẫn chưa thành công. Trong đại chúng có những thầy không đủ kiên nhẫn và có khi nói nặng thầy. Biết vậy, có một hôm Phật dạy đại chúng: các vị khất sĩ, một cá nhân trong tăng đoàn dù có những khuyết điểm trầm trọng, nhưng thế nào trong những con người ấy vẫn còn lại một ít hạt giống của niềm tin và tình thương. Chúng ta phải cư xử với vị ấy như thế nào để những hạt giống của niềm tin và tình thương còn lại trong con người không hoàn toàn bị tiêu diệt. Ví dụ có một người kia vì bất hạnh mà bị mù một con mắt và chỉ còn một con mắt. Bà con và những người thân thuộc của người này cố nhiên sẽ tìm cách giúp đỡ và bảo vệ con mắt còn lại kia, vì biết rằng con mắt kia mà mù nữa thì không còn gì là tương lai nữa. Vậy thì các vị khất sĩ, các vị hãy giúp bảo vệ những hạt giống đức tin và tình thương còn lại nơi người đồng đạo bằng cách đối xử dễ thương với người ấy. Hôm ấy, thầy Cát Tường có mặt. Thầy rất cảm động vì thái độ và tình thương của Phật. Thầy ngẩng lên thì thấy thầy A Nan Đà đưa tay lau nước mắt. Thì ra, thầy A Nan Đà cũng cảm động như thầy. Phật tuy là một người rất ngọt ngào, nhưng có khi người cũng rất nghiêm khắc và cũng từng sử dụng những lời quở trách rất thẳng thắn và rất quyết liệt. Người nào mà Phật không độ hoặc chưa độ được, quả thật là người không có tương lai. Một hôm Cát Tường được chứng nghiệm một cuộc nói chuyện ngắn và rất hào hứng giữa Phật và một vị điều mã sư, nghĩa là một người huấn luyện điều phục ngựa. Phật hỏi vị điều mã sư: ông điều phục ngựa như thế nào? Xin nói cho chúng tôi nghe đi. Vị điều mã sư trả lời: Thế Tôn, có nhiều loại ngựa, có loại rất dễ, chỉ cần dùng biện pháp ngọt ngào. Có loại khó trị hơn, phải dùng vừa biện pháp ngọt ngào, vừa biện pháp mạnh. Có loại khó hơn, chỉ có thể dùng biện pháp mạnh mà thôi. Phật cười và hỏi: vậy khi nào gặp loài ngựa chứng mà cả ba biện pháp đều vô hiệu thì ông làm như thế nào? Bạch Thế Tôn, trong trường hợp ấy thì con phải hạ sát nó. Để nó sống chung trong bầy ngựa thì sẽ làm hư hỏng những con ngựa khác. Bạch Đức Thế Tôn, người điều phục các vị đệ tử như thế nào, xin cho con biết với. Phật cười: thì tôi cũng làm tương tự như ông.
Có những người chỉ cần ngọt ngào, có những người vừa cần biện pháp ngọt ngào, vừa cần biện pháp mạnh. Có những người chỉ có thể dùng biện pháp mạnh mới có thể trị nổi. Vậy thì trong trường hợp cả ba biện pháp đều vô hiệu, thì Đức Thế Tôn làm gì đối với người bất khả trị đó? Phật nói: Thì tôi cũng làm như ông vậy, tôi giết người ấy đi. Vị Điều Mã Sư tròn xoe hai mắt: Sao? Đức Thế Tôn giết người à? Đức Thế Tôn dạy người ta là giới bất sát. Phật nói: Tôi nói vậy thôi, chứ tôi đâu có giết người theo kiểu ông giết ngựa. Gặp trường hợp có người không thể sử dụng được một trong ba biện pháp trên, thì tôi từ chối không chấp nhận vào giáo đoàn khất sĩ, không chấp nhận là học trò của tôi, thế thôi. Nhưng đó cũng là điều bất hạnh lớn. Không được tu tập theo chính pháp trong tăng đoàn, đó là gì? Nếu không phải là sự đánh mất cái cơ hội muôn kiếp một lần, đó là gì? Nếu không phải là một cái chết của tâm linh. Nhưng đó không phải chỉ là một niềm đau cho người kia, mà là một niềm đau cho cả tôi. Vì tôi rất thương xót người đó, và tôi vẫn mong là một ngày kia người đó có thể hồi đầu. Ngày xưa thầy Cát Tường đã có dịp thấy và nghe Phật quở trách và dạy dỗ thầy La Hầu La, và thầy cũng đã từng thấy Phật trách dạy một vài thầy khác. Bây giờ thầy thấy được sau hành động quở trách và la dạy ấy là một tình thương đầm thắm. Thầy Cát Tường biết Phật rất thương thầy, dù Phật chưa nói ra điều đó thành lời, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt người là thầy thấy rõ điều đó. Đêm nay Đức Thế Tôn có khách, thầy A Nan Đà nhờ thầy Cát Tường đi đun nước nấu trà. Khách là một vị hiệp sĩ, dáng đi hiên ngang, lưng đeo trường kiếm. Ông cột ngựa ngoài cổng tu viện Kỳ Viên, gươm bên yên ngựa, và được thầy Xá Lợi Phất hướng dẫn vào chiếc ăn tranh của Phật. Người ông cao lớn, mắt ông sáng quắc, và ông bước những bước dài, mắt sáng quắc nhìn về phía trước. Thầy A Nan Đà cho thầy Cát Tường biết đó là hiệp sĩ Rohitassa. Khi vào dân trà, thầy Cát Tường thấy hiệp sĩ Rohitassa và thầy Xá Lợi Phất đang ngồi đối diện Phật trên những chiếc ghế gỗ kê thấp, còn thầy A Nan Đà thì đứng hầu sau lưng Phật. Dân trà cho Phật, cho khách và cho hai thầy xong, thầy Cát Tường cũng đến đứng sau lưng Phật bên cạnh thầy A Nan Đà. Mọi người lặng thinh. Một lúc thật lâu sau khi uống trà, đột nhiên hiệp sĩ Rohitassa mở lời: Bạch Đức Thế Tôn, có một cõi nào mà không có sinh, không có già, không có bệnh và không có chết? Có một cõi nào mà muôn loại không chịu luật sinh diệt? Ta có thể di chuyển bằng cách nào để ra khỏi thế giới của sinh diệt để đi tới thế giới không sinh diệt kia? Phật trả lời: Này Rohitassa, không thể nào ra khỏi thế giới sinh diệt bằng cách di chuyển. Dù ta có đi mau cách mấy đi nữa, dù ta có đi mau hơn cả ánh sáng. Nghe Phật nói như thế, hiệp sĩ Rohitassa chắp hai tay lại: Lạy Đức Thế Tôn, người dạy rất chí lý. Quả thật là không thể đi ra khỏi biên giới của thế giới của sinh diệt bằng cách di chuyển, dù bằng tốc độ nào. Con nhớ trong một kiếp trước, con đã từng có thần thông và con đã có thể bay trong hư không với tốc độ của một mũi tên. Con chỉ cần bước một bước là đã có thể từ bờ biển miền Đông sang tới bờ biển miền Tây. Con đã cố quyết vượt biên giới của thế giới sinh lão bệnh tử để đi sang một thế giới khác, một thế giới trong đó ta không còn bị khống chế bởi luật sinh diệt. Con đã đi suốt ngày như vậy, ngày này sang ngày khác, không dừng lại hoặc để ăn, hoặc để uống, hoặc để nghỉ ngơi, hoặc để ngủ, hoặc để đi đại tiện hay tiểu tiện. Con đã đi trên 100 năm với tốc độ ấy, nhưng con đã không đi tới đâu cả, và rốt cuộc con đã chết tại dọc đường. Di diệu thay, đúng sự thật thay là lời nói của Đức Thế Tôn. Quả thật ta không thể nào vượt được biên giới của cõi sinh tử bằng cách di chuyển, dù là di chuyển với tốc độ của ánh sáng. Phật dạy:
Tuy vậy, ta không nói rằng cõi sinh tử này không thể vượt được. Này Rohitasa, ông có thể vượt khỏi cõi sinh tử này. Ta sẽ chỉ cho ông con đường để vượt thoát thế giới sinh tử. Này Rohitasa, chính trong tấm thân dài 7 thước của ông mà thế giới sinh tử được sinh khởi, và cũng trong chính trong tấm thân dài 7 thước ấy mà ông có thể tìm thấy được sự chấm dứt của thế giới sinh tử. Hãy quán chiếu thân thể ông, hãy quán chiếu thế giới sinh diệt ngay trong tấm thân 7 thước của ông, quán chiếu để thấy được thực tướng vô thường, vô ngã, bất sinh và bất diệt của vạn pháp trong vũ trụ. Rồi ông sẽ thấy thế giới sinh diệt tan biến và thế giới của bất diệt bất sinh hiển lộ. Ông sẽ được giải thoát khỏi mọi khổ đau và sợ hãi. Để vượt khỏi thế giới của khổ đau, của sinh diệt, ông không cần đi đâu hết. Ông chỉ cần ngồi lại và nhìn sâu vào tự tánh của thân thể ông. Thầy Cát Tường thấy hai mắt của Đại Đức Xá Lợi Phất sáng quắc như hai vì sao. Hiệp sĩ Rohitasa cũng lộ vẻ vui sướng một cách rõ rệt. Cát Tường cảm động không cùng. Ai dè pháp Phật mầu nhiệm đến thế và cũng hùng tráng đến thế, thật như là một bản đại hùng ca. Chìa khóa của sự thành công nằm ngay trong lòng bàn tay mình. Thầy Cát Tường cảm thấy rõ ràng điều đó. Chương 70. Phật từ đâu tới và sẽ đi về đâu? Một hôm nọ, khi trời đang cơn mưa tầm tã, có một vị du sĩ tới viếng. Vị du sĩ này tên là Uttiya. Đại đức Ananda tiến dẫn ông vào gặp Phật. Thầy giới thiệu vị du sĩ, nhắc ghế mời ông ngồi, rồi đi lấy khăn để ông lau khô đầu tóc và mình mẩy. Uttiya hỏi Phật: Sa môn Cồ Đàm, thế giới là còn mãi hay là sẽ có khi bị hoại diệt? Phật mỉm cười nói: Du sĩ Uttiya, tôi xin phép không trả lời câu hỏi đó. Uttiya hỏi: Thế giới là có biên giới hay không có biên giới? Tôi cũng không trả lời câu hỏi đó. Vậy thì thân thể và linh hồn là một hay là hai? Câu hỏi này tôi cũng xin phép không trả lời. Vậy sau khi chết, Sa môn Cồ Đàm còn hay là mất? Câu hỏi này tôi cũng xin phép không trả lời. Hay ngài nghĩ rằng sau khi chết, ngài vừa còn mà cũng vừa mất? Câu hỏi này tôi cũng không trả lời. Như vậy thì chắc ngài cho rằng sau khi chết, ngài không còn mà cũng không mất. Du sĩ Uttiya, câu hỏi đó tôi cũng không trả lời. Uttiya lộ vẻ ngạc nhiên, ông nói: Câu nào tôi hỏi, Sa môn Cồ Đàm cũng không trả lời, tại sao vậy? Vậy câu hỏi nào Sa môn Cồ Đàm mới chịu trả lời? Phật nói: Tôi chỉ trả lời những câu hỏi về đạo pháp có liên hệ tới công phu tu tập nhằm gạn lọc thân tâm, vượt thắng lo âu và sầu khổ mà thôi. Đạo pháp của Sa môn Cồ Đàm có thể cứu độ được bao nhiêu người trên thế giới? Phật lặng yên không nói. Du sĩ Uttiya cũng ngồi yên lặng. Sợ vị du sĩ nghĩ lầm rằng Phật không thèm hoặc không đủ sức trả lời những câu hỏi của ông ta, và nghĩ như thế thì tội nghiệp cho ông ta quá, Đại đức Ananda lên tiếng: Du sĩ Uttiya, để tôi nói cho bạn nghe một ví dụ này, và bạn có thể hiểu ý của thầy tôi. Giả dụ có một ông vua kia cư trú trong một thành trì thật kiên cố, có hào sâu và hầm trong bao quanh, chỉ có một cửa ra vào mà thôi, và ở cửa ra vào ấy, vua đã cử một người thật sáng suốt đứng canh gác.
Người gác cửa này chỉ cho vào thành người nào mà ông ta biết và nhận mặt được. Ngoài ra ông ta chặn lại tất cả mọi người lạ mặt. Ông ta cũng đã đi tuần tiểu chung quanh thành trì và biết rõ rằng không có một kẻ hở nào do đó ngoại nhân có thể đột nhập được vào thành, dù cho một cái lỗ nhỏ đủ để một con mèo chui qua. Ông vua trấn ngự trong thành không lưu tâm tới số lượng những người được phép qua lại cổng thành. Ông vua ấy chỉ quan tâm đến việc làm thế nào cho kẻ gian không đột nhập được vào thành. Thầy tôi cũng vậy, Sa Môn Cù Đàm không quan tâm mấy tới số lượng những người theo đạo. Sa Môn Cù Đàm chỉ quan tâm tới những pháp môn có hiệu lực ngăn chặn và diệt trừ tham dục, bạo động và mê vọng để thực hiện an lạc và giải thoát mà thôi. Nếu bạn hỏi thầy tôi những câu hỏi thực sự hữu ích cho việc điều phục thân tâm và tu tập thiền quán thì thầy tôi sẽ trả lời bạn, chứ sao không? Du sĩ Uttiya lĩnh ý. Nhưng vì ông ta quá chú trọng đến những vấn đề thuộc phạm vi lý luận siêu hình nên ông đã cáo từ Phật và Đại Đức Ananda mà không cảm thấy thỏa mãn cho lắm. Sau đó mấy hôm, lại có một vị du sĩ khác tên là Vajjaguta đến viếng Phật. Ông ta cũng hỏi Phật những câu hỏi có tính cách tương tự như những câu hỏi của du sĩ Uttiya. Ví dụ ông hỏi: Sa Môn Cồ Đàm, xin ngài cho biết là có ngã hay không? Phật lặng thinh không đáp. Sau vài câu hỏi không được giải đáp, Vajjaguta đứng dậy và bỏ đi. Sau khi Vajjaguta đã đi khuất, Đại Đức Ananda hỏi Phật: Thế Tôn, trong các buổi pháp thoại, Thế Tôn đã từng có giảng dạy về đạo lý vô ngã. Tại sao hôm nay Thế Tôn không trả lời những câu hỏi về ngã của du sĩ Vajjaguta? Phật nói: Ananda, đạo lý vô ngã mà tôi giảng dạy cho các vị khất sĩ là một pháp môn hướng dẫn thiền quán mà không phải là một chủ thuyết. Hiểu nó như một chủ thuyết, các vị có thể bị kẹt vào nó. Tôi đã chẳng có lần nào bảo các thầy là giáo pháp phải được xem như chiếc bè chở ta qua sông, như ngón tay chỉ mặt trăng, và ta không nên bị kẹt vào giáo pháp hay sao? Du sĩ Vajjaguta chỉ muốn tôi đưa ra một chủ thuyết thì tôi đưa ra làm sao được. Tôi không muốn cho Vajjaguta kẹt vào một chủ thuyết, dù là chủ thuyết hữu ngã hay là chủ thuyết vô ngã. Nếu mình nói với ông ta là có ngã thì là mình đi ngược lại giáo pháp của mình. Nếu mình nói với ông ta là không có ngã, để ông ta níu vào đấy như một chủ thuyết rồi để ông ta bị kẹt vào đấy thì có ích gì cho ông ta? Vậy nên im lặng là câu trả lời hay nhất trong trường hợp này. Thà rằng họ cho là mình không biết còn hơn là họ bị kẹt vào kiến chấp. Một hôm, Đại Đức A Nậu Lâu Đà trên đường đi khất thực bị một nhóm du sĩ chặn lại cật vấn. Họ bắt thầy phải trả lời cho được câu hỏi của họ. Họ nói trả lời được thì họ mới cho đi. Họ hỏi: Chúng tôi nghe đồn Sa Môn Cồ Đàm là bậc giác ngộ viên toàn và giáo pháp của người rất cao siêu mầu nhiệm. Thầy là môn đệ của Sa Môn Cồ Đàm, vậy xin thầy cho biết sau khi chết Sa Môn Cồ Đàm có còn hiện hữu hay không? Rồi các vị du sĩ buộc Đại Đức A Nậu Lâu Đà chọn một trong những mệnh đề sau đây. Một, sau khi chết Sa Môn Cồ Đàm còn. Hai, sau khi chết Sa Môn Cồ Đàm mất. 3. Sau khi chết, Sa Môn Cồ Đàm vừa còn vừa mất. 4. Sau khi chết, Sa Môn Cồ Đàm vừa không còn vừa không mất. Khất sĩ A Nậu Lâu Đà biết rằng trong bốn câu trả lời đó không có câu trả lời nào phù hợp với giáo pháp của Phật. Thầy im lặng. Nhưng các vị du sĩ không bằng lòng sự im lặng đó. Họ buộc thầy phải nói một cái gì đó. Cuối cùng Đại Đức nói: Này các bạn,
Theo tri kiến của tôi thì trong bốn mệnh đề đó, không mệnh đề nào diễn tả được sự thật về Sa môn Cồ Đàm. Các thầy du sĩ cười và bảo nhau: xem bộ vị khất sĩ này là người mới tu, cho nên ông ta mới không trả lời được câu hỏi của mình và tìm mọi cách để thối thác. Thôi, chúng ta nên để ông ta đi cho rồi. Nói xong, họ bỏ đi. Sau đó mấy hôm, gặp giờ pháp thoại, Đại đức An Nậu Lâu Đà đem chuyện xảy ra trên trình với Phật, rồi thầy nói: Thế Tôn, xin Thế Tôn soi sáng cho chúng con, để chúng con được học hỏi thêm và để chúng con có khả năng trả lời mỗi khi được hỏi về những câu hỏi tương tự. Phật hỏi A Nậu Lâu Đà: Này A Nậu Lâu Đà, đi tìm bắt Sa môn Cù Đàm bằng khái niệm rất khó. Sa môn Cù Đàm ở đâu? A Nậu Lâu Đà, có thể tìm Sa môn Cù Đàm ở nơi linh sắc không? Bạch Thế Tôn, không. Có thể tìm Sa môn Cồ Đàm nơi cảm giác không? Bạch Thế Tôn, không. Có thể tìm Sa môn Cồ Đàm nơi tri giác, tâm tư và nhận thức không? Bạch Thế Tôn, không. Vậy thì A Nậu Lâu Đà, có thể tìm Sa môn Cồ Đàm ngoài hình sắc không? Bạch Thế Tôn, không. Có thể tìm Sa môn Cồ Đàm ngoài cảm giác không? Bạch Thế Tôn, không. Có thể tìm Sa môn Cồ Đàm ngoài tri giác, tâm tư và nhận thức không? Bạch Thế Tôn, cũng không. Phật nhìn A Nậu Lâu Đà: Vậy thì tìm Sa môn Cồ Đàm ở đâu? A Nậu Lâu Đà: Ngay trong giờ phút hiện tại, đứng trước Sa môn Cồ Đàm mà còn không nắm bắt được Sa môn Cồ Đàm, huống hồ là sau khi Sa môn Cồ Đàm diệt độ. A Nậu Lâu Đà: Tự thân của Sa môn Cồ Đàm cũng như tự thân của bất cứ một pháp nào trong vạn pháp không thể nào nắm bắt được bằng khái niệm, bằng những phạm trù của nhận thức phân biệt. Phải thấy được các pháp trong liên hệ duyên khởi của nó, phải thấy được Sa môn Cồ Đàm nơi những pháp mà ta thường cho là không phải Sa môn Cồ Đàm. Như thế mới thấy được chân tướng của Sa môn Cồ Đàm. A Nậu Lâu Đà: Muốn thấy được tự tánh của một đóa hoa sen, ta phải thấy được đóa sen nơi những pháp mà ta không gọi là đóa sen, như ánh sáng mặt trời, nước hồ, đám mây, bùn đất, hơi nóng. Chỉ có cái thấy đó mới đưa ta vượt thoát được cái lưới biến kế sở chấp, tức là cái lưới phân biệt khái niệm, tức là những phạm trù sinh diệt này kia, có không, dơ sạch, thêm bớt. Muốn thấy được Sa môn Cồ Đàm cũng thế, bốn phạm trù có không, vừa có vừa không, không có cũng không không, mà các vị du sĩ đưa ra ấy chỉ là bốn cái lưới nhện trong số bao nhiêu chiếc lưới nhện khác, không có đủ sức nắm bắt được con chim đại bàng của thực tại mầu nhiệm. A Nậu Lâu Đà: Thực tại thân không thể dùng khái niệm phân biệt mà nắm bắt, không thể dùng ngôn ngữ danh từ mà diễn bày. Chỉ có trí tuệ thực chứng do thiền quán đem lại mới giúp ta thể nhận được tự thân thực tại. A Nậu Lâu Đà: Một người chưa bao giờ có dịp nếm hương vị của một trái xoài thì không thể nào biết được hương vị ấy, dù người khác có dùng bao nhiêu ngữ ngôn, danh từ và khái niệm phân biệt để diễn tả hương vị trái xoài cho người kia nghe. Chỉ có kinh nghiệm chứng đắc trực tiếp mới đưa ta thể nhập được thực tại. Do đó, tôi đã từng nhiều lần nói với các vị là đừng nên đi lạc vào thế giới của hí luận để đánh mất thời gian quý báu của sự tu tập quán chiếu. A Nậu Lâu Đà: Vạn pháp là vạn pháp trong cái tự thân như thật của nó,
cho nên ta gọi tự thân của các pháp là chân như. Chân như là tự thân màu nhiệm của vạn pháp. Đóa sen từ chân như mà tới, A Nậu Lâu Đà cũng từ chân như mà tới, Sa Môn Cồ Đàm cũng từ chân như mà tới. Từ chân như mà tới thì gọi là Như Lai. Từ chân như tới, vạn pháp đi về đâu? Vạn pháp đi về chân như. Đi về chân như thì gọi là Như Khứ. Thật ra vạn pháp không từ đâu tới cả, cũng không đi về đâu cả, vì tự thân của vạn pháp đã là chân như rồi. A Nậu Lâu Đà, nghĩa đích thực của Như Lai là không từ đâu tới mà cũng không đi về đâu cả. Từng vô sở lai, diệt vô sở khứ. A Nậu Lâu Đà, từ hôm nay trở đi tôi sẽ tự gọi là Như Lai. Như Lai ưa từ này, bởi vì từ này tránh được ý niệm phân biệt, có thể thấy được trong các đại danh từ tôi và ta. Đại đức A Nậu Lâu Đà mỉm cười: Bạch Như Lai, từ nay xin người cứ tự xưng là Như Lai đối với chúng con. Chúng con biết rằng chúng con cũng từ chân như tới, nhưng chúng con không tự xưng chúng con là Như Lai. Chúng con chỉ để Như Lai sử dụng đại danh từ này. Thế Tôn, mỗi lần Thế Tôn tự gọi mình là Như Lai, chúng con lại có dịp được nhắc nhở để quán chiếu và nhớ rằng chúng con cũng thuộc về cùng một bản thể chân như, bất sinh và bất diệt. Phật mỉm cười: Như Lai rất vui lòng vì đề nghị ấy của thầy A Nậu Lâu Đà. Đại đức A Nan Đà có mặt trong buổi tham vấn kỳ diệu hôm ấy. Sau khi cuộc tham vấn chấm dứt, thầy đi theo đại đức A Nậu Lâu Đà. Thầy đề nghị là ngày hôm sau hai người sẽ lên trùng tuyên cho đại chúng nghe nội dung của cuộc tham vấn từ đầu đến cuối, và đại đức A Nậu Lâu Đà sẽ bắt đầu buổi trùng tuyên bằng cách thuật lại cuộc đối thoại giữa thầy và các vô sĩ ngoại đạo trên đường phố Xá Vệ. Thầy A Nậu Lâu Đà